Em chè chơi sao đừng đóng anh bài của em nhé à. Ông này ông còn bài núi mà anh em. Ông này không phải. Chứ anh kia ấy á. Vòng đi chợ đầy đủ à, hội nghị họp tướng đi. Ra tướng đẹp đẹp bài đi. Hội nghị họp tướng nhé anh em nhá. Hoặc là vòng đi chợ đủ đầy cũng được. Cái nào cũng được. Không nhưng mà em chỉ nhớ được là em chỉ đọc báo ấy, người ta khuyến cáo là khi mà anh em nhìn vào cái màn hình 45 phút liên tục ấy thì anh em nên gọi là nhắm mắt lại trong vòng từ 5 cho tới 10 giây. Đó, xong rồi đủ giây xong rồi mở mắt ra chơi tiếp. Ý là nó sẽ giúp cho làm cho mắt mình nó đỡ bị mỏi á. Tiếp and cheat à. Chơi 45 phút xong rồi nghỉ 5 giây à, tiếp and cheat tốt à. Hoặc là nhìn ra ngoài á. Wow. Sài Gòn đang mưa đấy anh em ơi, đang mưa đang hơi bão bão á. Người ta nhìn xa xăm một tí chứ ai lại nhắm mắt à? Ủa. Phương pháp của châu Âu là 20 20 20 á, em chỉ cứ 20 phút là nhìn khoảng cách 20 phút trong 20 giây à. À. 20 20 rồi. Ê, nó phải để lâu quá. Ừ. Hai di tích là như thế nào nhỉ anh em nhỏ? Khúc dạo hoàng kim mà. Italy. Nước mắt à, không phải rồi, không phải bài đấu dính rồi. Ê, cái ấn thợ săn này hôm qua em chỉ đánh một game thợ săn kiểu như là Zenith 3 với lại Wukong 3 nhưng mà nó không mạnh ấy, em chỉ là không á. Happy birthday to you, happy birthday to you, hello way, hello way, hello way, BOOM! Thiếu Rumble đúng không? Thiếu Rumble à. Ấn bánh ngọt à. Thật ra em chỉ nghĩ là nếu mà bình thường thì sẽ là đánh các ma đấy. Sẽ là quỷ thư xong rồi các ma xong rồi tí kẹp đồ quen đỡ kẹp bạc kẹp di lần đấy. Đúng không? Anh em muốn em chỉ đánh các ma, anh em muốn em chỉ đánh cái này nhỏ. Nó mà đánh các ma để tí cái này cho con gấu em cầm thôi nhỏ. Các ma nhá. Ý là bánh ngọt nhìn cái thế này cũng chưa ngon nghẻ lắm ấy. Chứ thật sự là ngon nghẻ lắm anh em ơi. Bây giờ ra bún bánh đi, đầu tiên bây giờ ra bún bánh trước rồi đã. Làm tí bún bánh đi. Xem bún bánh là hoặc là chờ loại 2. Chờ loại 2 cũng được nha, em chỉ nghĩ là chờ loại 2 cũng là một kiểu chơi đấy. Chờ loại 2, nếu mà loại 2 mà ra bánh thì em chỉ sẽ đánh bánh. Còn nếu mà loại combat bình thường thì đánh cái kia thì chắc vẫn ngon hơn. Cấp đầu tiên là một kim bột vàng rồi. Hai loại sau chưa biết đúng không? Ôi giời. Ông mày lọt khe nhặt xẻng à, gớm vậy. Thấy gớm vậy. Tiêu điêu điêu tiêu điêu điêu tiêu điêu điêu tiêu điêu tiêu điêu tiêu điêu điêu tiêu điêu tiêu điêu tiêu điêu 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 xẻng à, ai gió ai gió ai gió. Thôi chờ loại 2 đây. Vẫn là chờ loại 2 đấy nhá, cung à, cung siêu ngon đúng không? Như thế này à. Cốc mò à. Ê, kịp cốc mò vào chứ. Làm gì đấy. À. Hai thợ săn đâu. Em chè. Cốc mò mà là win rồi. Ê, thề luôn á. Làm gì vậy ta ơi. Viêm não trà bên giống thẻ S rồi à. Ủa nhưng cái viêm não Nhật Bản là cái gì vậy. Thế anh Steel nói mà không biết á. Cung mà. Mùa đỏ à. Bóng phép à. Giáp mai à. Kiếm à. Giáp à. Ê đồ nhiều nha. Đồ nhiều đánh bánh ngọt thì cũng thật sự là hấp dẫn nha.
sự là không có bún bánh ngọt luôn á chứ. Quyền năng huyết kiếm blue bùa xanh. Ê, các ma cũng siêu cấp đẹp à. Cảnh quan trần nhá, gặp cường bảy núi bán hết 50 đô. Ôi, anh Trần Quân bắt em chị gieo hận thù rồi. Gieo hận thù rồi, gieo hận thù rồi anh em ơi. Từ như thế này đi, lắp đồ đã. Để xem loại sau nó có cái đó không đã. Mở cờ ông nào đâu nết à. Ông này các ma anh em ơi, các ma đi. Đồ các ma đẹp, siêu đẹp. 50 đô đó anh chị à. Anh em ơi, xoay là thắng này, xoay là thắng này anh em ơi. Làm game xoay nhá, làm game ngộ xong xoay xong rồi đánh cái này ba nhá mọi người ơi, đẹp á. Ê, nó phải lắp này trôn đó. Vẫn bay bắn ngọt như này luôn à. Làm game này đi. Anh chưa nghĩ tới cái đường này đúng không? Cái me hoặc là bắn ngọt à, cuối cùng lại đánh cái này à. Ồ. Ê, các me vũ công. Ồ, ê, các me vũ công được nha. Ok ok, có đồ mà đúng không? Xoay cái gì xoay tùm la hết cả. Nhưng mà được. Xoay được anh em ơi. Vũ công 3 sao bánh ngọt thì sao, nhưng mà bánh ngọt không có. Đấy, như này đẹp rồi. Đấy. Đẹp, em chả thấy game này ok đấy. Được đấy. Cánh nghĩa nhá. Mình kiểm tra mà mình quên mất rồi. Công thức vận tốc rơi tự do à? Công thức vận tốc rơi tự do à? Bằng cái gì xong rồi cộng cái gì xong rồi cái gì GG gì á? Cái gì GG cái gì 9,8 cái gì mét trên giây gì á, hay là bằng 10 làm tròn gì gì á. Đây này, V bằng 1/2 GT T bình cộng V0 này, đó. Rồi. Vận tốc rơi tự do à. Cho này cầm cái này đi, tí làm thêm cái Stratt Animo gì. Xoay, tí làm thêm cái quyền niên mà. Quyền niên à. Ê, vô công này lì lợm mấy chứ, vô công 1 ấy còn như vậy thì tí vô công 2, vô công 3 như thế nào cho anh em nhờ. À. Anh em mới công nhận đây là chiếc lõi mà gọi là họ luôn làm cho cờ thủ của chúng ta gọi là có những cái gọi là cảm xúc thật sự là khó chịu không nhờ anh em nhờ. Em chỉ trưa nay làm hai game liều ăn nhiều, một game 6, một game 4 trông cũng ngố ngố à. Ông này tém luôn à. Các ma à, lấy nó stack chứ anh em ơi, lấy đồ trong này chứ. Các ma tí kiếm sau anh em ơi. Ngố thế. Lỗi này à, lỗi này chưa thật sự là hay lo ho lắm đúng không? Ông này phá sẽ chết xong FF à. Như ông nào á nhở. Giao chăn này đi. Em chạy đi bên sân cách chờ em chỉ xíu. Mấy lại em chỉ ra lấy chai nước kìa. Đi vệ sinh ra một cái là ra 2 viên nếp. Wow. Chín ché nhá, sự chín ché đấy. Cánh chân nè đấy. Điên đấy, điên điên đấy. Chữ ba ngu không à. Có không vậy, có không vậy. Ô lát đến vào đây rồi, ok xoay tốt mà. Em trẻ ơi, mai em có bài kiểm tra em trẻ giúp em. Cảnh lĩnh nhá. Dạ. Chu vi hình hình vuông là 2
hai hai nhân cho A cộng B ạ. Chu vi hình hình tròn à, chu vi hình tròn là gì nhỉ? Chu vi hình tròn có phải là BR bình không nhỉ? Phải không nhỉ? Phải không ta? Thử chứ mình đang không biết phải không nữa. Thử rôn rôn cái này, mời rôn rôn công hai cái để cho đỡ sợ cái đã. Hai bi rờ, đúng rồi, đúng rồi, hai bi rờ á. Còn cái kia thì mới là cái kia á. Cùng hai giờ mới lên nè. Anh em cứ quy ra ngực mấy em minh tâm mà hỏi. Diện tích chu vi thể tích em chờ tính. Lòng mà nó đen như cái gì đấy, cái gì đấy. Ê, 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 ê. Cái gì đấy, cái gì đấy. Em chỉ nghĩ là Wukong Command này thì siêu cấp rồi đúng không? Chứ là siêu cấp rồi, nhờ. Nhưng mà bây giờ em chỉ đang suy nghĩ về việc đổi đồ qua cách ma hay là để cho con Yidit này đánh carry luôn nhờ. Anh em ơi, Yidit 6 con rồi, em chỉ nghĩ là nên cho Yidit cầm vô cực nhờ mọi người nhờ. Nhá. Xong rồi Blue đổi từ cái này qua cái này thì hợp lý này. Ta có ai đòn tôi đâu kênh chắc ơi. Cánh con bảy núi nhá. Tự nổ thôi. Tự nổ à? Ôi. Nhắm mặt lại. Ê, dép màu ánh sáng này cho con này cũng siêu cấp đấy. Siêu cấp đấy nhờ anh em nhờ. Sao là quyền năng cho Olaf à? Ba à, cũng xanh à. Anh em muốn giảm dép à? Rồi. Anh em muốn giảm dép đúng không? Rộng, rộng, rộng. Tỉ ba tia xong rồi bỏ kia ra không? Bỏ cái bùa đỏ vào trong kia không? Milo à. Bốn bánh ngọt. Rồi quên thay cho Soraka à. Bập, 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 bập. Slow roll lại, roll 3 xe nhé mọi người ơi. Roll 3 xe nhé. Sắp vụ ngộ không 3 rồi này. 3 ngộ không à. 348 số bánh ngọt à. Ê, trông cũng có vẻ gọi là hả ấy đi chứ. Trông cũng có vẻ gọi là chuẩn bị 600 số xong rồi chuẩn bị nổ nổ gọi là lấy mảnh đồ đấy chứ nhờ anh em nhờ. Ừ, bây giờ con này thêm bằng con Gwen xong rồi lên cấp thì chắc là hả kiếm thêm bảo hộ à? Kiếm thêm bảo hộ à, anh em một cái nè à. Mạnh thế cái gì mà con ngộ không em chỉ còn có siêu máu vậy dạ yeah. Ôi ở nhà này mạnh quá anh em ơi ai à đây một cái máu rồi à. Mạnh thế mạnh thế. Xíu đổ bộ đồ cho các mẹ anh em ơi, xíu đi, có cái gì khác đã. Tầm này dưới thứ 2 mà. Một luống mà. Các mẹ 2 hay à. Tí đổi bộ đỏ anh em nhớ chắc chắn đổi nhá, các mẹ 2 thì chắc chắn là đổi rồi đấy. Đi luôn không? Đùa đấy. Như này nhá, như này nhá. Đi luôn à. Ôi, gặp nhà này không gặp nhà kia ta. Gặp nhà kia dễ chơi hơn anh em ơi. Nhà kia dễ win hơn, gặp nhà này đang hơi to ấy. Không vô công thì em chỉ sợ nó không có đủ tăng lắm. Ôi giời. Đúng là như vậy à. Gặp nhà kia chắc là win được. Gặp nhà Cassiopeia đang biết thì chắc là win dễ hơn. Má con Wukong mà tiếng gì thế. I lend my aid.
Sắp 3 rồi. Sắp 3 rồi anh em. Linh hồn bí ẩn à, thêm kháng phép và gặp nhà nắm tay hay à. Cuồng đao tốt tốt. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bắn bắn bắn, xoay tốt, bắn bắn bắn, bắn bắn bắn, bắn bắn bắn, hay. Thắng hay anh em ơi. 20 vàng tiền lại rồi. Xoay là 8 mà. Ôi. Ê. Hình như là mọi thứ bắt đầu gọi là không, nó cũng thế à. Nó cũng thế à anh em ơi. Đây rồi. Ê, một con nữa là em chịu Onin luôn á. Khoan, rào sau á. Rào sau á, rào sau á anh em ơi. Rào này là mình sẽ gọi là lấy thêm được một mảnh đồ à. Một mảnh đồ à. Không tác dụng lắm nhờ. Bệt, bệt, bệt. Mới ra đội thua. Đội 2 đội chơi Gwen không mà chưa có con Olaf khác á. Chưa có Olaf khác anh em ơi. Để em chỉ kiếm con Olaf khác rồi. Hoặc là một con một con thợ săn khác. Ua. The answer lies within. Visa đen đã donate 5.000 đồng. E trẻ mua gói lõi 40 ạ. Dạ không ạ. Ây da, đúng đó. Đúng lòng đó, bán hết cả nhà cả cửa rôn rồi. Thắng rao này cay, cho rao xong đi chợ nhặt nhặt cay. Ngộ không 3 là kiểu như là khác biệt luôn á. Là em chỉ tự tin là vào top luôn á. Ê, thắng này hay này. Xoay, ừ hay. Hai 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 thắng được rao này anh em ơi, ngon quá. Thắng gì? Thắng á, thắng á, thắng á, thắng á, thắng á. Vũ công rồi đang đi chợ, vũ công rồi đang đi chợ, vũ công rồi đang đi chợ, please. Làm ơn. Vũ công đi. Lại có ớt mắn ngọt nữa chứ. Nhưng không phải là như vậy á. Lấy cái gì chứ mọi người ơi. Ớt mắn ngọt xong rồi. Ê, mắn ngọt cho con cắt me à. Ê, dễ vờ là thế đi, xem sao. Hoặc là lên bay cho con này bắn ngọt không? Xong rồi sau bắn ngọt không? Ờ, với lại con con đực cái này. Wow, amazing, amazing, good job anh chị, good job tốt. Một bài xoay 7 bắn ngọt rồi là, anh nhầm 6 bắn ngọt rồi là 103 hay. Bẹp bẹp bẹp, xoay, bẹp bẹp bẹp. Tì lấy thêm một đồ cho con, cách mai là mặt anh em ơi. Lên level 8 nhá, lên level 8 kịp thêm một con thợ săn nhá. Lên level 8 kịp một con thợ săn à. Ê, nổ hũ cháy sườn luôn không? Rao sau là được 138 số là 975 này. Là có thêm gỡ đồ ánh sáng lại gì gì này anh em ơi. Cố lên nào. Rao này em chè mua phản phép không thể nào thua anh em nhá. Đã có phản phép rồi ạ, không thể nào thua đâu ạ. Có cuối cùng 3 rồi á. Ông này không lắp đồ à? Lắp đế. Ông này xe rớt à. Bẹp bẹp. Xoay. Cục máu tốt. Cục 5 xe máu tốt. Gờ quen cắt kéo. Bẹp. Không 9.001 đam mà.
Top 5 còn nguyên rồi. Ê. Ê, đánh hồi xong rồi top 5 còn nguyên không? Xong rồi top 5 không? Đổi đồ ánh sáng à, dây chuyền à. Dây chuyền. Gỡ đồ, gỡ gì ra không nhỏ anh em nhỏ? Con này cầm cái này với cầm cái này. Mỗi ra là 144 số thì 3 rao à. Đi chợ về là sẽ đủ đúng không? Rương báo bất ổn à. Gỡ ông bánh ngọt cọc ra cho các ma này hả? Hay cái này. Ok nhà để bên trái đúng không? Để... kiếm súng nhá. Ở đâu rồi? Kiếm súng tới đâu? Bời tè thế. Lấy rồi tự nhiên một hồi xong nó hiện ra à. Ê, thật sự top 5 còn nguyên anh em ơi. Top 5 còn nguyên. 4, 6, 7, 19, 17 á. Sau khi đánh bại cảm của say em, nhá. Được top 2 và lên cao thủ. Cảm ơn em trẻ vì nhiều khuyên bổ ích. Dạ, ok anh ơi, không có gì ạ. Em chỉ gây cọc rồi, con Calista này sẽ đánh cọc anh em ơi. Cho nên bảo em chỉ sẽ khó chịu lắm. Rồi quen lúc con phải ok, nấy dòng danh tốt. G-Wen đang thật sự lòn lắc nha. G-Wen ui cắt chết luôn cả con này thì win rồi anh em ơi. Chắc chắn một ra win tốt rồi. G-Wen đây. G-Wen thật sự là mạnh đấy. G-Wen thật sự là mạnh mẽ anh em ơi. U con G-Wen. Ôi top 3. Gờ quen cầm cái này nhá anh em ơi. Choáng à, bù choáng à. Không xoay à. Con kia chia làm 3 à, dây chuyền tốt à. Gờ quen vẫn đang gọi là chưa chia làm 3 lắm đúng không? Gờ quen vẫn đang thật sự là cắt đúng không? Đang thật sự là cắt này. Ôi giời. Gờ quen chia làm 3 ra chết luôn à. Bắn này. Một không xoay này, bắn này. Xoay này. Một không này, xoay này. Let's go. Ấn bảo hộ tốt này, ôi ôi, ấn bánh ngọt cho các ma anh em ơi. Ấn bánh ngọt cho các ma, bỏ con rumbo ra anh em ơi. Đẹp, siêu đẹp ạ. Cái gì đây? Cái gì mà căng thẳng thế? Cái gì đây, Nico à? Quên gỡ này rồi. Ây da. Ây chết rồi, quên gỡ này rồi anh em ơi. Xong con này cầm hai đồ. Ây da, tao này lỗi rồi. Tao này siêu lỗi anh em ơi. Lỗi. Ta là lỗi ạ. Ta là lỗi ạ.
Đây nè, ở đây nè, thấy xin nè. Lấy bay băng giá à. Cũng được đúng không? Kha 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 kha. Nhuếm 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 nhuếm. Ôi, 984 rồi.